viên thân mến, các mẫu biệt thự tân cổ điển với phong cách châu Âu sang trọng, dẫn đầu xu hướng thiết kế thời thượng, sẽ là mẫu kiến trúc nhà ở độc đáo để quý vị thực hiện ước mơ về một không gian sống lý tưởng cho gia đình thân yêu của mình. Và ngoài những mẫu biệt thự cổ điển lâu đài đầy quý phái và đẳng cấp, thì các công trình biệt thự tân cổ điển cao cấp cũng là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo về mô hình kiến trúc nhà ở được nhiều chủ đầu tư có tiềm lực về kinh tế yêu thích, mang đến xu hướng thiết kế biệt thự tân cổ điển với lối kiến trúc sang trọng, ý tưởng thi công xây dựng vô cùng độc đáo. Các kiến trúc sư của Mark Home đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo các vị khách hàng cùng các chủ đầu tư trên khắp toàn quốc. Ngày hôm nay trong chuyên mục Nhà đẹp, Ngọc Huyền sẽ giới thiệu với quý vị công trình kiến trúc nhà anh hùng ở Hà Giang, một mẫu thiết kế biệt thự theo phong cách tân cổ, đáng để các bạn tham khảo. Trước khi đi vào chi tiết của ngôi nhà, tôi xin được giới thiệu qua về chương trình ưu đãi cực sốc trong tháng này. Hiện tại, Mark Home đang có gói siêu khuyến mại hỗ trợ cho khách hàng trong mùa dịch. Giảm giá tới 30% chi phí thiết kế từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng một mét vuông, miễn phí 100% chi phí thiết kế khi thi công trọn gói, hỗ trợ ký hợp đồng online trong mùa dịch và có nhân sự thường trực ở các tỉnh thành sẵn sàng phục vụ quý khách hàng khi cần. Hỗ trợ giám sát từ 3 đến 5 lần khi khách hàng tự thi công, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí, chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 75% tổng giá trị công trình. Và đặc biệt là tặng ngay một xe máy SH125i đời 2021 và rất nhiều các phần quà hấp dẫn khác khi ký hợp đồng thi công trọn gói trong tháng này. Hiện nay, ngoài kênh YouTube của Mark Home, với gần 65.000 người đăng ký, chúng tôi còn có kênh Nhà đẹp Mark Home và kênh này sẽ update các mẫu nhà mới nhất cùng các chương trình ưu đãi hot nhất trong tháng. Quý vị hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật được những nội dung mới lạ và thú vị nhất quý vị nhé! Và quay trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay, nhà anh Hùng đã sở hữu một lô đất khá rộng, khoảng tầm 480m2. Và qua khảo sát những yếu tố thực tế cộng với mong muốn của gia chủ, các đội ngũ kiến trúc sư giàu năng lực và kinh nghiệm của Mark Home cũng đã khéo léo chỉ thiết kế một phần nhỏ diện tích xây dựng nhà ở, còn lại là thiết kế các tiểu cảnh sân vườn, bể cá hay chỗ đậu xe để tăng tính thẩm mỹ không gian giải trí và tạo không gian sống hòa nhập với thiên nhiên. Với tổng diện tích tường bao cho cả hai mặt sàn tầng 1 và tầng 2, khoảng tầm 248m2, ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ. Từng chi tiết, hoa văn đều được thiết kế một cách tỉ mỉ và đầy ấn tượng, sử dụng hợp lý một cách khéo léo các hoa văn trang trí cùng hệ thống phào chỉ, cột trụ mang đến một vẻ đẹp thời thượng đẳng cấp. Màu sơn trắng được sử dụng làm chủ đạo cho mặt tiền của biệt thự, kết hợp với hệ mái nhật màu xanh tăng tính hài hòa cho không gian ngoại thất. Hiện nay chúng tôi đang có sản xuất thương hiệu sơn Mark Home hướng đến sự hiện đại hóa trong không gian nội và ngoại thất, tạo được một sự sang trọng tiện nghi và cam kết màu lên chuẩn đúng với ảnh 3D cùng chế độ bảo hành dài hạn từ 5 đến 7 năm tùy từng công trình. Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ và các sản phẩm của Mark Home. Mẫu nhà này có kết cấu dầm thép chắc chắn cùng hệ thống tường bao quanh, được ốp đá dối trang trí và xây dựng với chiều cao phù hợp, đảm bảo an toàn, an ninh cho gia đình. Cổng chính ra vào được làm bằng nhôm đúc nguyên khối, thể hiện được sự cao cấp của không gian biệt thự ngay từ ấn tượng đầu tiên. Thiết kế bậc thềm cao gồm 5 bậc thể hiện được sự bề thế sang trọng của ngôi biệt thự, khẳng định được vị thế của gia chủ. Chân tường được ốp đá thẻ bao quanh, tạo điểm nhấn và giúp bảo vệ cho chân tường khỏi rêu mốc nứt vỡ. Những kiến trúc cột trụ, mái vòm hay lan can ban công bằng nhôm đúc, uốn lượn mềm mại được ứng dụng một cách hợp lý trong thiết kế biệt thự tân cổ, làm điểm nhấn trang trí riêng cho các khu vực này.
Hệ cửa chính được làm bằng gỗ lim Nam Phi với pano kính chạy dọc xung quanh. Gỗ lim Nam Phi rất đa dạng về màu sắc, từ tông màu nâu nhạt đến nâu trầm và có hơi chút ánh xanh. Các vân gỗ ở dạng xoắn đem đến cái nhìn mới lạ, độc đáo và thanh lịch hơn nhiều so với các giống gỗ khác. Dòng gỗ này còn có tính ổn định cao, cứng và chắc, với các thớ gỗ có kết cấu chặt chẽ, khả năng chịu được tác động mạnh khi gia công và sản xuất thành phẩm. Ít khi bị biến dạng bởi thời tiết, không bị đứt nẻ và cong vênh trong quá trình sử dụng. Và đây chính là ưu điểm thuyết phục khiến cho nhiều người luôn lựa chọn cửa gỗ lim Nam Phi cho ngôi nhà của riêng mình. Cửa sổ và cửa đi của ngôi nhà được sử dụng nhôm kính hệ sinh pha sơn giả gỗ, vừa tạo được tính đồng bộ, mà loại cửa này thì còn có độ bền cực cao, có thể chịu được lực tác động và va đập lớn. Bề mặt được phủ một lớp sơn tĩnh điện chống mối mọt, oxy hóa và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết như nóng ẩm, mưa gió bất chợt. Từ sảnh chính rộng 9.6m², bước vào không gian đầu tiên chính là phòng khách, có diện tích 24.5m². Phòng khách là một khu vực rất quan trọng của gia đình, bởi nó không chỉ là nơi gia đình quây quần mà còn là nơi tiếp đón các vị khách quý. Do đó mà không gian phòng khách cần được chăm chút tỉ mỉ hơn. Tùy thuộc vào diện tích của ngôi nhà cũng như phong cách mà chủ nhà hướng đến sẽ có kiểu thiết kế và bố trí khác nhau. Và đối với phòng khách của ngôi nhà này thì chủ nhà lại hướng đến một phong cách nội thất trang trí tân cổ điển với nhiều các chi tiết cầu kỳ để toát lên sự độc đáo, lạ mắt nhưng vẫn đầy tính sang trọng, quyền uy. Với diện tích mặt sàn của căn biệt thự rộng, vì thế mà phần trần được thiết kế với nhiều chi tiết vừa để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà và vừa mang đến nguồn ánh sáng bằng chính các hệ thống đèn chùm và đèn led chạy dọc xung quanh trần. Các kiến trúc sư của Mark Home đã thiết kế hai cửa sổ nhỏ để điều hòa không khí và mang ánh sáng tự nhiên vào phòng khách. Phòng khách được ngăn cách với phòng bếp bởi một hệ lam gỗ, vừa phân chia được hai không gian riêng và vừa giữ được sự thông thoáng cho toàn bộ căn nhà. Tiếp theo là khu vực bếp cộng phòng ăn có diện tích rất rộng lên đến 32m². Hệ tủ bếp thiết kế theo hình chữ L giúp dễ dàng di chuyển cho khu vực này, đồng thời thì tránh các yếu tố về phạm xung cho phong thủy. Một bộ bàn ăn dành cho từ 6 đến 8 người được đặt ở đây với các họa tiết hoa văn trang trí mang đậm chất tân cổ. Không gian bếp và phòng ăn thì có một cửa sổ và một sảnh phụ bên hông nhà giúp điều hòa không khí, tránh ám mùi thức ăn. Sảnh phụ này là lối tiếp cận thứ hai của ngôi nhà, gia chủ có thể dễ dàng di chuyển vào bếp mà không cần phải đi thông qua các khu vực khác. Sau bếp chính là một nhà kho rộng 5m² để gia chủ có thể chứa những đồ vật ít được sử dụng trong nhà và giúp cho ngôi nhà trông được gọn gàng và sạch sẽ. Đối diện nhà kho thì chính là một nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh này với diện tích là 4.5m², có được trang bị đầy đủ các nội thất cơ bản như lavabo, vòi tắm sen, bồn vệ sinh và phía trên có thêm một cửa thông gió nhỏ để tránh ám mùi khó chịu ẩm mốc cho không gian này. Từ nhà vệ sinh bước ra phía ngoài thì ta sẽ bắt gặp một cửa hậu. Cửa hậu này là lối tiếp cận thứ ba của ngôi nhà, giúp cho căn nhà của chúng ta trở nên mát mẻ, thông thoáng hơn. Tầng 1 có 2 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ không khép kín rộng 14.5m² và một phòng ngủ khép kín có nhà vệ sinh riêng biệt với diện tích là 15m². Nhà vệ sinh trong phòng ngủ này thì cũng có đầy đủ các thiết bị giống nhà vệ sinh chung rộng 5.5m². Và đây là nhà vệ sinh trong phòng ngủ master nên sẽ ưu ái không gian rộng hơn. Và ngoài ra thì còn có trang bị thêm một vách ngăn kính tránh nước bắn ra sàn khi chúng ta sử dụng vòi tắm sen. Các phòng ngủ đều thiết kế với đầy đủ các nội thất như giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, kệ tivi. Phòng ngủ cũng được các kiến trúc sư của chúng tôi sử dụng những vật liệu và gam màu trung tính, tạo nên sự hài hòa mà vẫn toát lên vẻ sang trọng cho không gian này. Có một điều đặc biệt trong các thiết kế của Mark Home là phòng ngủ nào thì cũng có cửa sổ để đón sáng và không khí, giúp gia chủ có giấc ngủ sâu hơn. Hệ thống cầu thang lên tầng 2 được ốp hoàn toàn bằng gỗ lim Nam Phi, không chỉ có tác dụng thẩm mỹ, mang đến một nét đẹp truyền thống mà còn đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối bởi vì nó có đặc tính chống trơn trượt, hơn nữa là sản phẩm còn có khả năng chống chịu được những tác động mạnh cũng như là điều kiện thời tiết nên là người dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. Lên đến tầng 2 thì không gian đầu tiên mà chúng ta bắt gặp đó chính là một phòng sinh hoạt chung với diện tích là 9m². Và ở đây thì chúng tôi có đặt một bộ sofa nhỏ. Đây được coi là không gian sum họp của cả gia đình, giúp cho mọi người có thể gắn kết với nhau hơn. Phía ngoài cũng có một ban công rộng 3.7m², cung cấp không khí, ánh sáng cho gian phòng. Ban thờ được đặt trên tầng 2 có diện tích 10m², có hướng đặt hợp với tuổi của gia chủ, giúp đón tài lộc, vượng khí và gia đình hòa thuận. Trong phòng thờ thì có thiết kế một cửa sổ rộng để đón ánh sáng, tránh âm u cho không gian thờ. Bên cạnh phòng thờ thì chính là một sân chơi với diện tích 20m². Ở khu vực này thì có thiết kế một hệ lam bê tông được sơn trắng, phía trên có gia cố một tấm kính cường lực để che mưa cho toàn bộ phần bên dưới. Hệ thống lan can được làm bằng nhôm đúc, bảo vệ được an toàn cho mọi người trong gia đình. Và không gian này thì được đặt rất nhiều các cây và hoa. Gia chủ đã đặt một bộ bàn ghế để thưởng trà và ngắm trọn vẹn view của ngôi nhà.
Tầng 2 có 3 phòng ngủ, trong đó thì có một phòng ngủ khép kín với diện tích là 15m² và một nhà vệ sinh đi kèm rộng 5,5m². Phòng ngủ này được thiết kế đồng trục với phòng ngủ dưới tầng 1 và hai phòng ngủ còn lại không khép kín với diện tích lần lượt là 13,5m² và 14,5m². Tất cả các phòng ngủ thì đều được trang bị đầy đủ các nội thất cơ bản và phòng ngủ nào thì cũng có thiết kế các cửa sổ để lấy sáng và không khí từ bên ngoài vào. Phía cuối tầng 2 có thiết kế một bên là một sân phơi rộng 5m², còn một bên là một nhà vệ sinh chung với diện tích là 4,5m² để đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt cho cả gia đình. Quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã được tham khảo qua mẫu công trình thiết kế theo phong cách tân cổ cho gia đình nhà anh Hùng ở Hà Giang. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu biệt thự này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video này cho chúng tôi biết nhé. Và nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home và đang có dự định là sẽ xây dựng một căn nhà cho riêng mình thì hãy liên hệ ngay tới hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.